tuyết tuyết sơn hồng, cây bông hồng đẹp nha. Yeah. Dạ. Đẹp quá. Nhìn luôn. Đây làm những cái tác phẩm ở đây. Đi sang Cuba đi vậy ơi. Đây, cái gì đây? Vườn tác phẩm của vườn Lan Bảo Trang. Thảo Trang à? Thảo Trang. Thảo Trang là vườn nào mình không biết. Đây, làm tác phẩm cái này tên gọi là gì? Em không biết. Hai bên thuyền. Không phải thuyền. Tác phẩm khủng khiếp. Đây là Haro. Chúng tôi xin thông báo lại một lần nữa. Vườn Lan và Thảo Trang. 135 ghép trên lúa. Hai nhỉ. 314. Cái kia mấy hôm nữa mà nở hết là đẹp. 18. Cái sang thuyền chứng chính. 426. 49. Bây giờ để thế này lấy sáng này. Chụp ảnh. Cái chậu phú thọ. 75 cây nhỉ. 337. 408. Từ khuyến khích trở lên rồi. 345. 360. Vâng, đó là các mã số thuộc phổ giải của Resort Hoa Lan Chính Trường. Chúng ta có các mã số vừa rồi. Chúng ta di chuyển tác phẩm của chúng ta lên phía trên sân khấu để tham dự chương trình trao giải buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đấy, cái kia. Khi các nhà vườn đưa tác phẩm của chúng ta lên phía trên sân khấu thì chúng ta hãy chọn một vị trí thật là phù hợp để chúng ta có thể tác phẩm của Resort Hoa Lan Chính Trường. Vừa quan sát, vừa bảo. Đây là hồng Sơn La. Vâng, xin cảm ơn. Tuyết Sơn Hồng. Tuyết Sơn Hồng. Cây bông hồng đẹp nha. Yeah. Tuyết sơn hồng của Resort Hoa Lan Chính Trường. Đẹp quá. Đây là thuyền hoa này không? Nó biểu tượng cho ý chí ra khơi của anh em Lan Ba. 409. Mã số 426. Mã số 49. Quay đâu nào, xem cái này đi. Mã số 292. Mã số 304. Mã số 56. Đây. Mã số 81. Tác phẩm Hồng Yên Thủy. À, Hồng Yên Thủy đúng rồi. 218. Mã số 75. Mã số 337. Mã số 408. Mã số 345. Hồng Yên Thủy. Và mã số 360. Này gì? Này hồng ngọc trai. Hồng ngọc trai. Đây, bạch tuyết ở đây có chậu bạch tuyết. Hồng đại ngàn. Hồng đại ngàn. Đại ngàn. Đẹp quá. Sao này sao? Ê, mình không tới đâu, phải nhắc cao. Ok. Bông. Sao đây? Bông hồng một chai đẹp quá nha. Trong này thì tất cả các bông hồng có tên, có tuổi.
thời kỳ thịnh vượng của nó giá thì mỗi một chậu này cũng gọi là kha kha nhé, yeah, tính nhé. Ở đây đây có bông Phú Thọ, bông to, bông khá to, bông to Phú Thọ này, bông to. Những cái bông mà để tự nhiên này không kích thì thường là bông rất là to. Đẹp. Đây bông hầu á hậu, á hậu. Bông ứ hậu. Giống bông Bánh Xuyên ấy. Á hậu. Đi đây. Nhiều bác đọc lái là ớ hậu ấy. Các sản phẩm nha, ba sản nữ đa bác. Chưa có mặt trên sân khấu ạ. Ôi giời. 292. À, đây là những Phú Thọ kích nha. 408 hoa bé 345 mà nó bị tật nhiều, tật bông hoa nhiều. Đấy. Nhưng các bác trồng hoa thì chơi nên hoa thì tự nhiên, nên để tự nhiên. Đừng có kích. Ví dụ như cái này là cái kích này. À. Uống hoa lên nó ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo mà bông hoa nó sẽ không nở, nó cũng không được đạt. Nhất là hạn chế kích chích choa. Bông này HO này cũng kích này. Không đạt. Còn đây. Cây này kích hay không kích này? To đấy nhỉ? Có kích, có kích. Kích nhưng bông này rất to. Ôi trời ơi, bụi. Quá khủng. Ho thì đỉnh cao là cứ tầm 7 triệu xăng rồi nhất. Nhân thì cái này cũng tương đối. Đây. Có các cái trắng thức hạ. Trắng quá nhìn không ra. Trắng thức hạ này. Nổi đình nổi đám như thường. Trước khi va ho Phú Thọ nổi tiếng thì cây này cây gần như tốt đầu. Với phi điệp. Giữa quan niệm phi điệp va là nó phải trắng hết cơ. Nó không như bây giờ. Phú Thọ mùa này nhớ mà 337 408 345 chưa có mặt trên sân khấu ạ. Đề nghị các nhà vườn có mã số 337 bông đẹp quá 408 345 chúng ta nhanh chóng đưa tác phẩm của mình lên trên sân khấu. Xin cảm ơn. Chẳng biết sao đi đâu rồi. Cổng ít khi tát lắm mà có tát thì toàn bảo bọn em trước nay không bảo cái gì. Phú Thọ này thì bạt ngàn rồi. Dãy Phú Thọ. Mà thì đấy tại anh để... hẹn trước thì khổ vậy. Phật Phú Thọ cực to. Đây những cái tác phẩm gọi là kích cổ. Đây là bông nhọc. Bông nhọc. Trái tim mà dạ. Mà nhìn mỏng gốc, mỏng gốc. Và tầm đấy khả năng nhận bảng là ấy. Okay. Mùa này thì Phú Thọ bạt ngàn rồi. Rất nhiều không, tác phẩm Phú quá. Thọ đẹp. Phú Thọ thì bây giờ thì là những cây quốc dân. Trời. Trong vườn thì có một chậu Phú Thọ nó trưng lên thì khá là ấn tượng. Bây giờ thì gần như tiếp cận ai cũng có thể mua được Phú Thọ. Công bố các... à. Vâng ạ. Bây giờ họ làm những cái giỏ rất to như này. Các tác phẩm mà có các mã số sau đây chúng ta tiếp tục đưa tác phẩm của mình lên sân khấu trong bộ giải phổ thông ạ. Mã số thứ nhất 796. Bông Sơn Nữ Đa Bắc. Mã số thứ hai 286. Số 3 291. Lại một bông trắng thức hà. 404 287 290 05 mời anh em bông hoa 84 đẹp quá. 560 182 121 183 Phú Thọ tiếp tục Phú Thọ 133 326 và 283
Rong điền. Vâng, như mã số rồi. Rong điền à? Cổ lan phổ thông. Những nhà vườn nào có cách mã số rồi chúng ta đẹp sẽ cùng đưa tác phẩm của mình lên phía trên sân khấu. Tí nắng nhỉ. Nhầm. Chậu trắng điên lòng đấy. Điên lòng. Lòng điền anh em mình tuần này đọc lái là điên lòng. Điên lòng. Rong điền. Đây chậu phú thọ. Phú thọ mà không hoa không kích chiếc thì bông to lắm. Được, anh em xem. Dạ, to này cơ mà. Còn phú thọ bông nhỏ kích thì hoa nhỏ lắm. Ho oh, phú thọ. Ôi sửa đây yên nghỉ. Đó, đúng không? Chi chít hoa. Hồng yên nghỉ, chi chít hoa. Gần quá rồi bắn ra hoài hết bắn theo kiểu bắn mù. Được không? Dạ. Bạch tuyết đẹp lắm. Cây này đúng không? Không, yên thủy. Cả hội. Thời kia đỉnh điểm cây này cũng mười mấy củ. Một sang. 18 củ. 18 củ một sang. Ôi giời ơi. Tính căng nhất là 20 triệu một sen. 18. Chỗ này 20. Hơn tỏi đấy. Tới đỉnh cao hơn tỏi. Chuẩn gì mới thải năm ngoái. Bố thọ. Bố thọ bây giờ người ta làm những cái giò to như này. Ơ chủ quán xe anh đâu nhở? Hình như để quên xe. Tôi đi về. Chủ quán Vin nhở? Á hậu đang mùa. Á hậu thời kỳ đỉnh điểm thì cũng khác lắm các bạn ạ. Nói chung thì từ đầu giờ ấn tượng nhất mỗi giò kiểu trắng. Anh đang định nói cà phê. Không phải. Phê chắc luôn gì. Bánh bóng. Cà phê. Đây mình thì lại ấn tượng những cái tác phẩm như này. Tác phẩm này trước thì chân thì là chân trước máy khâu rồi. Nhưng mà sẽ đánh sáng bằng bởi cái đèn này này. Cái đèn nó sẽ đánh sáng rọi xuống bông hoa này. Nếu mà là buổi ban đêm ấy thì nó nhìn rất là đẹp. Nó sẽ có nền tương phản sáng và tối. Điểm nhấn là những cái khúc gỗ. Cái này tác phẩm đẹp. Nhưng mà đối với những tác phẩm này đi thi thì khó được giải. Rất khó giải.